Chào cả nhà. Hôm nay Đan Trường sẽ đi chích vaccine nè. Cũng lo lắm. Tại vì nghe nói là mình không được chọn vaccine, mà ai cũng thích chích vaccine Pfizer hết. Hên xui là mình phải cho mình chích Moderna hay là Pfizer hay là Johnson. Tại vì một ngày có thuốc bao nhiêu á, sớm thì sẽ chích sớm, còn trễ thì có thể hết thuốc, có thuốc nào chích thuốc đó. Nhưng mà hy vọng là Đan Trường được chích Pfizer. Để xem ngày hôm nay mình sẽ được chích loại nào đây. Let's go. Ở đằng đây nè, bây giờ đi thôi. Vậy là Đan Trường được chích Pfizer. Cũng may là ngày hôm nay không có đông người. Mà bây giờ là đầu tháng 6 rồi, chắc cũng là mọi người chích gần hết rồi. May ghê. Hôm nay chích mũi đầu tiên nha. Sau đó họ hẹn mình là ngày 23 tây tháng 6 chích mũi thứ hai. Hy vọng mọi việc ổn. Yeah yeah. Có vaccine rồi, thoải mái đi tương tăng nha. Mời tài xế. Chào cả nhà. Ngày hôm nay là ngày 23 tây tháng 6. Là ngày Đan Trường được hẹn để mà chích vaccine mũi thứ hai. Và bây giờ là 12 giờ trưa. Đan Trường sẽ đi tập thể dục một tí. Tại vì mình cũng muốn là có sức khỏe thật tốt để mà chịu đựng cái mũi thứ hai này. Chỉ còn 3 tiếng nữa thôi thì Đan Trường sẽ chích mũi thứ hai. Nói chung là cũng lo, tại vì cũng nói chung là cái vaccine của thời Covid này thì đa số ai cũng sợ, tại vì nó có nghiêng về phần gọi là hên xui, tại vì mỗi cơ địa là cái sức chịu đựng cũng như là cái chấp nhận được các vaccine thì nó hiệu quả khác nhau. Nên là ai cũng lo, thì Đan Trường lại muốn chuẩn bị cho mình một cái sức khỏe thật tốt để mà
chuẩn bị cho buổi thứ hai này. Thì bây giờ là 12 giờ trưa, 4 giờ chiều Đăng Trường sẽ chích, thì Đăng Trường tranh thủ tập thể dục cho nó khỏe chút xíu để mình xem cái mũi thứ hai này như thế nào. Trời nắng quá cả nhà ơi, nắng quá nên là không có bắt được cái mặt mình sáng được, hơi tối. Đây là cái gọi là Silver Creek, Silver Club Silver Club ở trong khu Silver Creek. Bây giờ Đăng Trường vào tập đây. Rồi, có ánh sáng chút xíu. Rồi, một lát nữa Đăng Trường sẽ cập nhật tình hình cho cả nhà tiếp nha. Đây, phòng tập quen thuộc của mình đây. Ok. Bây giờ Đăng Trường chuẩn bị đi đây. Và trước khi đi thì Đăng Trường sẽ kiểm tra coi mình có thuốc Tylenol không. Rồi ngày hôm qua thì Đăng Trường mua sẵn đồ về nấu cháo. Đồ về nấu cháo. Khi mình chích vào thì nó sẽ bị nóng sốt, mệt mỏi á. Thì mình vẫn phải ăn để lấy sức chứ. Nhưng mà mọi người hay nói là ăn cháo mềm mềm cho nó dễ tiêu và lấy lại sức nè. Đăng Trường đã lấy miếng thịt này để mà rã đông. Rã đông. Sau đó một lát về làm. Hôm qua có mua cá nữa. Đầy đủ đồ ăn. Mì tôm. Mì cá trắng nè. Thơm rồi, cá trắng. Có thịt bò bằm nữa. Thịt bò bằm mua ở Whole Foods. Rồi thịt heo bằm mua Whole Foods. Bên đây là có sẵn hành ngò đầy đủ, hôm qua mua sẵn rồi. Mùa cherry. Lên đường, mặc áo thun ngắn tay cho dễ chích đó cả nhà. Ok, để Đăng Trường sẽ review cho cả nhà xem nha. Rồi, Đăng Trường đã tới nơi rồi, cái chỗ cũ hôm bữa này cả nhà. Ok, chuẩn bị chích mũi thứ hai. Và Đăng Trường nghĩ ra một điều rằng là chẳng thà chúng ta chích vaccine còn hơn để cho virus COVID-19 xâm nhập vào cơ thể của mình, đúng không? Đăng rằng là mình sẽ chiến đấu bằng vaccine để mình cảm thấy lúc đó mình có thể bay đi đâu cũng được, rồi mình đi diễn, rồi hoặc là mình đứng chụp hình với khán giả cũng không có sợ gì hết. Ok, here we go. Nào chích tim cũng đập đấy. He's hard beating. Oh, relax. It's like the first time. Okay, relax, breathe in. Too fast. Oh my gosh, that's it. Vậy là mình đã chích xong mũi thứ hai rồi. Không nghĩ là mũi thứ hai là chích nhanh hơn mũi đầu tiên luôn cả nhà. Để vô chắc một giây rồi. Mình không biết là đã chích rồi. Cái kim nó xí rồi. Dạ, nó xíu. Cũng nhờ chị này thông dịch viên nữa. Nói chung là người Việt Nam chúng ta ở đây sống cũng đỡ là khi chích ngừa có người Việt Nam thông dịch viên nữa. Nên là có những cái điều gì mà bác sĩ y tá dặn dò thì sẽ có người dịch viên dịch lại cho những cái cô chú nào mà không rành tiếng Anh ấy, thì sẽ hiểu rõ và nắm rõ hơn về cái tiêu chuẩn cũng như là cách làm sao để mà
vaccine Pfizer. Đúng như thế luôn đó. Dạ được ạ. Dạ chị này là thông dịch viên ở trong khu chích ngừa này, rất là và chị rất là vui tính giúp cho người Việt Nam mình khi mà đi chích ngừa ở đây, dặn những cái điều cần thiết để là cho chích xong phải nghỉ ngơi hoặc là uống những thuốc gì đó để tránh sốt. Nên là rất là vui, cảm ơn chị nhiều nha. Hy vọng rằng là Đan Trường tối nay về xem là cảm giác nó có sốt hoặc là có gì thì Đan Trường sẽ chia sẻ với cả nhà nha. Cả nhà, vậy là Đan Trường đã chích xong mũi thứ hai ở tại San Jose. Phải nói rằng là ở tại hệ thống Stanford rất là tốt, và đây là trụ sở Stanford, có trụ sở chính ở tại San Jose, nên là mọi thứ y tế đây mọi người được chích miễn phí. Phải nói rằng là vào trong đây, ở những nơi khác mọi người đang rất mong được chích vaccine. Đan Trường hy vọng là Việt Nam chúng ta sớm sẽ có vaccine để mọi người có thể được chích nhiều hơn và để tránh được tình trạng lây lan cộng đồng và sớm trở lại công việc. Vì nước Việt Nam chúng ta đang là một nước phát triển nên rất cần mọi thứ ổn định để cho mọi người có công việc làm, và bản thân Đan Trường cũng vậy, rất rất mong điều đó. Và hiện tại thì Đan Trường đã chích xong mũi thứ hai rồi thì cảm giác rất là bình thường, không biết như thế nào. Và cả nhà hãy chờ xem ngày mai Đan Trường có cái gì mới lạ, Đan Trường sẽ review cũng như là sẽ chia sẻ cho cả nhà biết nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Rồi, đây cả nhà thấy không, ở đây có cái miếng giấy nè. Ở trên là cái ngày 6 tháng, ngày 2 tháng 6 Đan Trường chích mũi đầu tiên, và ở dưới là ngày 23 tây tháng 6, là cách nha 21 ngày 3 tuần là chích mũi thứ hai. Cái miếng giấy này quan trọng lắm nha, mình phải giữ cho thật là kỹ để bay đi đâu cũng dễ dàng, chỉ cần đưa ra thôi. Đối với dịch, đại dịch lần này lại miếng giấy này như là một cái minh chứng cho việc mình đã chích vaccine rồi, mình phải lỏng kiến thôi. Cảm ơn cả nhà. Bây giờ là 7:20 sáng rồi cả nhà. Nói chung là cả đêm quần mình nó cảm thấy bức rứt, khó chịu, nó bồn chồn sao cả nhà. Mà cũng may là Đan Trường chưa có bị sốt, không biết như thế nào, để xem tình hình như thế nào nữa, không biết nó còn còn làm cho mình vật vã nặng nữa hay không, mình cũng không biết, để mình chờ xem. Mình ăn cháo cũng đỡ, nó dễ tiêu và mình dễ lấy lại sức, không cần ăn đồ cứng nó sẽ bị khó tiêu. Và bây giờ 7 giờ sáng thì mình ăn một miếng cháo. Đây là cải bó xôi, và cháo này gồm có cá với lại thịt. Đó, cá là cái chỗ trắng trắng nè, thấy không? Rồi cái này có chỗ, xin lỗi nha, vừa quay vừa múc nó bị đổ. Rồi với thịt ba rọi, cũng tính nấu thịt bò nhưng mà sợ chích không biết con sao, nên là ăn cái gì cho lành chút xíu. Cá và thịt nói chung là quá chất lượng. Bên đây dùng để tủ lạnh đó, nhưng mà cái đồ ăn này mua trong Whole Foods đó nên là nó tươi lắm cả nhà, tươi lắm. Thôi ăn như đây thôi, ăn đây vô ngủ lại. Bây giờ là 1:16 trưa, Đan Trường lại tiếp tục ăn cháo cũng như là cháo thịt và cá để cho bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng để có sức khỏe. Chúng ta mới gọi là sao ta, tăng sức đề kháng với loại vaccine mới chích vào người của mình. Thì hiện tại thì Đan Trường cảm giác là
chỉ hơi mệt mỏi nhẹ, sốt nhẹ, hơi nhức đầu nhẹ. Vẫn có thể đứng lên đi qua đi lại được. Cũng không tới nỗi là những người khác chích là bị sốc phản vệ, hoặc là bị giống như là bị mệt mỏi rồi nôn rồi nhức đầu chóng mặt, nói chung là nằm một chỗ luôn á, không có đứng lên ngồi xuống được luôn. Mà cũng may là đang trường cũng không có sao hết, cũng đỡ. Nhưng mà cái vaccine này người ta nói là phải 48 tiếng đồng hồ, nghĩa là 2 ngày, thì hôm nay chỉ là được gần 1 ngày thôi. 5 tiếng nữa là mới là ngày, là 1 ngày, 4 tiếng nữa chứ hôm qua chích 5 giờ đúng rồi. Thì ok, ăn xong rồi mình cố gắng ngủ nha quý vị nha, ngủ chút cũng được để cho nó mau lấy lại sức. Ok, có gì đang trường sẽ cập nhật tình hình tiếp cho cả nhà được biết nha. Nắng quá. Bây giờ là cái gì đang trường sẽ ngược đây nha, 4:32 ngày 25, nghĩa là đang trường được 48 tiếng đồng hồ sau khi chích vaccine. Cái nhà tinh luôn mà đang trường đi tập thể dục á. Đang trường chích ngày 23 tây tháng 6 và bây giờ là 25 tây tháng 6. 5 tháng 6 là được đúng 48 tiếng đồng hồ và đang trường bắt đầu đi tập thể dục trở lại rồi. Cảm giác rất là thoải mái, đang trường không nghĩ rằng là mình có một cái sức khỏe hoặc là cơ thể mình thích hợp với loại vaccine này, nên là không có bị giật, không có bị mệt mỏi cơ thể, không có bị nóng sốt, lạnh, nói chung là nhiều thứ lắm. Và trong 2 ngày đang trường chỉ gọi là nghỉ ngơi là nhiều, không có hoạt động, nằm trên giường, mặc dầu không có bị chỉ hơi nhức đầu nhẹ rồi mệt mỏi nhẹ thôi, nhưng mà cũng không có tới nỗi nào vẫn đi tới đi lui trong nhà được. Và chính thức là ngày hôm nay là đang trường đã được 48 tiếng đồng hồ chích vaccine. Đang trường nghĩ rằng là khi mà chích vaccine thì mình cũng không có sự lựa chọn, hoặc là đối với đang trường khi mà một nhà khoa học chế tạo ra vaccine thì một cái yếu tố chung đó là chỉ giúp cho mọi người làm sao chống chọi được với Covid-19 trận đại dịch này thôi, nên là hợp với mình, quan trọng là hợp với mình hay không. Và cái rủi ro rất là hiếm lắm cả nhà ơi, nên là chúng ta đừng có ngại hoặc là sợ khi mà chích vaccine. Dù sao chích vaccine nó cũng an toàn hơn là để virus Covid lây vào người của mình. Ok, thôi đang trường vào tập thể dục tiếp đây. Hy vọng là hôm nay tập được 1 tiếng đồng hồ. Đây coi, ai muốn bơi thì ra ngoài đó bơi, còn ai muốn tập thể dục thì vào để tập thể dục. Nè, tháo cho Daddy đi. Nè cả nhà không? Cái dấu này chích này chưa còn mở nè. Đó chưa? Wow, giỏi quá. Bỏ thùng rác đi. Yes. Vậy là đang trường đã hoàn thành xong 2 mũi chích vaccine Pfizer rồi cả nhà ơi. Có 2 điều đang trường muốn tâm sự với cả nhà. Trước tiên là đang trường cảm thấy sung sướng, thoải mái khi có thể hòa nhập với cộng đồng bên ngoài, có thể chụp hình với lại các fan thân yêu của đang trường. Nhưng mà an toàn vẫn là trên hết,
vẫn luôn luôn đeo khẩu trang ở những chốn đông người. Thứ hai nữa, Đan Trường cảm thấy Pfizer lại hợp với lại cơ thể của Đan Trường, không có gây kích ứng hoặc là phản ứng phụ gì hết, không có làm Đan Trường nhức đầu chóng mặt buồn nôn hay là bị sốt hay là nhiều cái triệu chứng khác. Chỉ 2 ngày thôi, Đan Trường cảm thấy trong người rất rất là bình thường. Vì vậy Đan Trường muốn chia sẻ và thông báo cho cả nhà biết, chúng ta hãy cùng chích vaccine để bảo vệ bản thân mình và cộng đồng nữa nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi kênh YouTube Đan Trường Live của Đan Trường. Hẹn gặp lại trong những chương trình khác. Love you. Thank you.